Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đồng thời xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 13. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí, trước hết tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã về dự hội nghị Trung ương thứ 15, có thể nói là hội nghị áp chót của nhiệm kỳ khóa 12, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, theo chương trình vừa được Trung ương thông qua tại hội nghị lần này, chúng ta sẽ bàn về các nội dung tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13. Thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 13, cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Một, về tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13. Như các đồng chí đã biết, tại Hội nghị Trung ương 13 tháng 10 năm 2020 và Hội nghị Trung ương 14 tháng 12 năm 2020 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, bao gồm bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa 13, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 13, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu lãnh đạo chủ chốt khóa 13, bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13, và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi tái cử. Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đồng thời xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 13.
Đây là khâu rất là quan trọng. Hai, tại hội nghị lần này, căn cứ vào điều lệ đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 13 của Đảng. Đề nghị Trung ương chú ý cho ý kiến thông qua để trình Đại hội 13 của Đảng xem xét quyết định. Thưa các đồng chí, với nội dung chương trình trên đây, Hội nghị Trung ương lần này thời gian họp tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước, kế thừa và phát huy những kết quả của các hội nghị Trung ương gần đây, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp và quyết tâm cho thành công thật tốt đẹp.